Một binh lính Mỹ rơi từ trên không trung xuống, bị một cành cây làm bị thương. Lúc này một bàn tay nhỏ bé lông lá vươn tới. Sau đó, tiếng gào của anh lính khiến A Mao giật mình. Nó nhìn cành cây trong tay, còn tưởng rằng mình phá phong cách của người ta, vì thế đã cắm trở lại. Ha ha ha, anh lính chịu đựng đau đớn băng bó vết thương. A Mao nghe thấy âm thanh lại mò đến, cút sang một bên, cái đồ xui xẻo. Ha ha, A Mao nghe lời tránh đi, quay đầu lại nhìn thấy một cái ba lô, liền tò mò lục lọi. Mấy thứ tào lao gì đây, sao mà chẳng thứ gì có thể ăn được vậy? Ê, cái này trông có vẻ ngon. Tôi cắn, ủa, sao nó cứng vậy? Đậu xanh, sao nổ rồi? Đại binh bị nổ đến đơ người, ngẩng đầu lên nhìn thấy một điện thoại không dây, liền vội vàng gọi cho 911. Khi gọi được, bên này A Mao lại chơi súng. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, điện thoại lập tức bốc khói. Anh lính cầm lấy cái mũ, trực tiếp ném về phía A Mao. A Mao vẫn tỏ vẻ đáng thương, không biết mình đã làm gì sai, đành phải cắm mặt vào mũ rời đi. Thấy trời sắp tối, bụng của anh lính cũng đói đến mức sôi ùng ục, đang định tìm gì đó để ăn, vừa ngồi dậy phát hiện A Mao lại đến gần. A Mao đưa cái mũ lên, bên trong là một con cá và một ít hạt thông. Không lâu sau, anh lính liền đốt một đống lửa, nhấc cây xiên cá lên rồi nướng. A Mao tò mò, mình chưa ăn đồ nướng bao giờ, vậy nên cũng học theo anh, nướng một con chuột. Giờ khắc này anh lính cũng dần có hảo cảm với thằng nhóc này. Nhưng cảnh đẹp không dài, anh lính thấy lửa không đủ mạnh, nên thổi thêm vài hơi. A Mao nhìn anh kém quá, nhìn tôi này. Cá chưa chín, anh lính chín trước. A Mao nhìn ống tay áo trên tay anh, ây, hình vẽ này tôi từng thấy rồi. Sau đó, nó dùng hai cành cây làm thành một cái cáng. Suốt dọc đường kéo anh lính trải qua muôn vàn khổ cực. Cuối cùng kéo anh đến một doanh trại quân đội. Anh lính tỉnh dậy nhìn rất nhiều dụng cụ phẫu thuật, còn tưởng mình đã được cứu. Nhưng mà ngẩng đầu lên nhìn, ôi, má ơi, đây là doanh trại địch. Trong quân doanh truyền ra tiếng la thảm thiết của anh lính. A Mao còn tưởng anh lính đang cảm ơn nó. Không cần cảm ơn. À, không cần khách sáo,